Từ Lê Đó, Sài Gòn, miền Nam California Nguyễn Tiến Dũng xin gửi lời chào trân trọng và thân thương đến với quý vị đang theo dõi Showman Talk cửa đài truyền hình Asian World Media và kính thưa quý vị hôm nay là Showman Talk đầu tiên của năm canh tí, một năm mới với nhiều niềm vui, với nhiều tình yêu và nhiều thành công trong cuộc sống và ngày hôm nay thì Showman Talk của chúng ta sẽ được khai trương với một gương mặt rất là quen thuộc quen thuộc đối với quý vị cũng giống như là quen thuộc đối với Nguyễn Tiến Dũng bởi vì anh chính là một ca sĩ cũng là một người bạn rất là lâu năm cũng trên 20 năm rồi và ngày hôm nay thì rất là vinh dự khi được mời anh là một người mở hàng bởi vì cái người mở hàng đầu năm rất là quan trọng người đó phải nhẹ vía nè phải vui vẻ nè phải sở lợi nè và phải ăn nói cực kỳ duyên dáng để cho suốt năm em mời quý ông nào quý ông đấy cũng đều duyên dáng như cái người mở hàng cho năm nay người đó không ai khác hơn đó chính là nam ca sĩ Văn Phi Thông đến từ Đức Quốc chào anh, chào Nguyễn Tiến Dũng. Lời đầu tiên thông xin phép được gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình men talk của Nguyễn Tiến Dũng. Lời chào đầu năm xin kính chúc tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, may mắn và tràn đầy trong năm cành canh tí này canh tí, đó con chuột dạ con chuột yeah. thì như Nguyễn Tiến Dũng vừa mới giới thiệu đến với tất cả quý vị thì Thông cũng rất là may mắn khi được ngồi tại cái hội trường này được thoát show với cả Nguyễn Tiến Dũng mà lại người đầu tiên để khai trương cái chương trình mentor của năm 2020 canh tí thì Thông cũng mong rằng là những người kế tiếp cũng mang lại cho chương trình cũng như là mang lại cho tất cả các quý vị thật là nhiều những năng lượng, những niềm vui là tại vì thật sự à, Dũng và Thông cũng bước qua cái tuổi 50 rồi thì bây giờ... Trời sắc hai tuổi hết trơn không, vậy không, 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 kệ. Ai nhìn như cũng tưởng em mới có 30 mấy chính vì <laughs> Chính vì là mọi người tưởng là 30 Mỹ cho nên là anh em chúng tôi phải khai thật tuổi. Lý do tại sao cuộc sống này đó đầu năm thì mình không nên nói những điều không vui nhưng mà cuộc sống này nó thật là ngắn. Nó chỉ qua một cái hơi thở thôi, nếu mà chúng ta không để ý đến cái hơi thở của mình thì coi như là xong. Vì vậy là thông chỉ kính chúc đến tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe là tại vì sức khỏe nó tuyệt vời lắm quý vị ơi. Rồi, trả lại cho Dũng. Đó, thì bây giờ đó thì đầu năm cho nên mình không có trách không đừng trách nhau làm gì và không có trách thông là là nói mình là 50 tuổi. Bởi vì thật sự á, là mình trên 50 tuổi rồi Dạ yeah. <laughs> Phải có cái chữ trên, Nói <laughs> tóm lại là ngoài 50 và gần 60 Đấy thì bây giờ mọi người muốn cho Cái vụ nhiều 60 cho. là không vui được đó <cười> <cười> Rồi vâng thưa quý vị Thì à, em là tình dị đoan lắm đó nha Đó là phải 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 lưu loát, phải trôi chảy mà phải ngọt ngào như vậy nè Thì là suốt năm những người khách mời của Mentor Cũng mới trôi chảy lưu loát ngọt ngào như Văn Phi Thông Vâng và thưa quý vị thì hai năm qua quý vị nhận xét xem là anh Văn Phi Thông có gì thay đổi không ạ? Chứ theo đối với Nguyễn Tiến Dũng thì anh tươi tắn hơn, à uh, mịn hơn và uh, uh, vui vẻ, yêu đời hơn các hai năm về trước. Đúng không anh? Cái đó là cái 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 do do sao ăn uống dạ, ở cảm ơn anh nói, hay là cảm ơn cảm ơn. bí quyết gì? Cảm ơn Nguyễn Tiến Dũng và Thông cũng xin phép được thưa với tất cả quý vị là như thế này. À, Dũng nhận xét rất là chuẩn ở chỗ là đúng. Hai Thế mà năm. nhận xét đẹp là chuẩn à? à? Không không không. Nhưng mà nó chuẩn thật. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà thông 2 uh, năm trở lại đây đó, thì thông thật sự là thông rất là quan tâm về vấn đề sức khỏe. Quý vị cũng biết rằng là chúng ta là những con người bình thường thì sức khỏe nó sẽ đi vào hai cái điều rất là chuẩn ở chỗ là thân sức khỏe cho thân và sức khỏe cho tâm sức khỏe cho thân là sức khỏe như thế nào là những cái ăn những cái uống hàng ngày mình đưa vào trong cơ thể còn sức khỏe cho tâm tức là mình đã dành cho cái tâm của mình một cái thời gian nào để thư giãn hay không mà thông để ý rất là nhiều quý vị là bôn ba như một con ong chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối lo cho gia đình lo cho um, xã hội và lo cho tất cả những người thân nhưng mà mình lại quên mất mình là một cái nhân vật rất là quan trọng. Vì sao Tiến Dũng biết không? Là tại vì nếu mà mình không khỏe thì mình sẽ không lo được cho vợ, cho con, cho bố, cho mẹ, cho anh, cho em, cho tất cả mọi người trong cái xã hội này. Vì vậy là nếu mà mình cứ lo cho mọi người mà mình quên cái bản thân của mình, mình quên cái cơ thể của mình đang cần cái gì, đang thiếu cái gì để mình bổ sung thì cái điều đấy khi mà mình đã bị sức khỏe khi mà nó cạn kiệt lại rồi đó, mình rất là khó để mà lấy lại. Cho nên là trong cái suốt cái quá trình mà 2 năm gần đây thì thông có một cái cái một cái may là thông đã tìm hiểu về cái phương pháp thanh lọc cơ thể nè và những cái phương pháp về ăn uống. Hồi nãy thông có đi vào đây thì thông có thấy các anh các chị đang ngồi ăn trưa thì thông chờ cho các anh chị ăn xong thì thông mới hỏi rằng là các anh chị ơi À các anh chị có muốn trẻ khỏe đẹp và mất đi cái bụng không? Thì à, có một người chị hỏi rằng là, là à, vậy là chị phải uống thuốc gì hả em? Thì thông chỉ nói rằng là không cần thuốc gì chị ạ. Tất cả chị đang đưa vào cơ thể đó là cái thuốc đó, đó là cái món ăn mà đem lại sức khỏe cho chị. Thứ nhất mình không nên vừa ăn vừa nhìn đồng hồ Chẳng hạn như cái thời gian của mình chỉ có 15 phút Mình ăn vội ăn vàng để mình đưa cái thức ăn đó vào trong cơ thể Đó là cái điều cấm kỵ Cái thứ hai là quý vị vừa ăn vừa nhắn tin Vừa ăn vừa xem uh, Facebook rồi xem Youtube hoặc là nghe nhạc Thì tất cả những cái thức ăn mình đưa vào trong cơ thể đó Là những cái thức ăn độc dược Sao nghe thấy im ru vậy? <laughs> vâng thì để anh nói Bởi vì anh cẩn thận nha nên là men thoát nha không có phải là tôi mời một đức hòa thượng vậy đây <laughs> không cái này là men thoát nhưng mà em dẫn thôi thực ra là cái thông tin thì rất là bổ ích yeah. nhưng mà nhuộm ngồi nghe, rồi là tại vì như vậy này quý vị tâm, ạ tâm với lại thân mình nghe hồi nó tâm thân an lạc nè xong rồi ăn uống như thế nào điều độ như thế nào nhưng đó. mà cái nó cái quan trọng lắm là tại vì thế đúng sao? là quan trọng nhưng mà anh đừng có quan tâm đến lời của em dẫn tại à, vì không 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 để đó là em dẫn còn anh những cái những cái thông tin bổ ích này thì cứ việc gửi là tại vì như vậy này tại vì thông muốn nói cho nó rõ ràng là tại vì quý vị càng được mời đi ăn tiệc nhiều chừng nào thì quý vị càng mau bị cái chứng bệnh ba cao một thấp nhiều chừng đấy. Ba cao một thấp. Rồi, giải thích luôn. Hai, Đó là ba. cao máu, cao mỡ, cao đường và thấp khớp. Giống như là thông qua bên này để ăn một cái Tết Kali sau 14 năm à, trở lại đây 2006 thì thông tham gia chương trình ở Thụy Paris đó thì thông cũng được ăn một cái Tết ở Kali nhưng mà lúc đó đó bị stress nhiều trong cái vấn đề thi cử cho nên là mình không có cảm nhận được cái Tết của cái năm 2020 à, năm canh tí thì thông thấy rằng là đi đến nhà nào cũng à, hải sản này rồi thịt rồi tất cả các thức ăn mà thật sự mà nói rằng là đối với à, cơ thể của thông cũng như là của Tiến Dũng chắc là cũng thừa rồi phải không em nó đối với thừa thì thật ra là thừa với con mắt thôi. Đúng rồi. Bởi vì khi mà mình qua tới bên Mỹ này rồi, thì mình nhìn thấy cái gì cũng thừa hết nhưng mà đưa vào bụng mình bao nhiêu thì mới tính là thừa hay là thiếu hay là đủ. dạ và nếu mà mình biết kiềm chế, kiểm soát cái 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 tham sân si dục vọng của mình đó, thì <laughs> mình, mình sẽ đưa vừa đủ. Rồi còn nếu mà mình mà không biết control, không biết kiểm soát. Uh, tham sân si dục vọng thì mình sẽ đưa quá nhiều dụng nói đúng là tại vì là khi mà cái cơ thể của chúng ta nó sanh bệnh đó là do cái miệng của mình tức là quý vị cũng đã từng nghe những cái câu nói là uh, bệnh tùng khẩu nhập phải không ạ? là tại vì khi mình đưa những cái thức ăn vào mà cái cơ thể của mình nó không kịp tiêu hóa nó không kịp vận chuyển đi đó thì lâu ngày nó sẽ đầu cơ tích trữ vào nha yeah. đấy đó do đó mà mà mình nó thì hay bị cái tâm lý là mình không có kiểm soát được cái sân si của mình ừ. tham sân si ý nghĩa của dụng ở đây là như vậy. để để em giải thích cho anh với lại quý vị nghe có đúng không nha tham có nghĩa là khi mà mình đi ăn buffet à, thì mình phải ăn ừ. cho nó nhiều đúng cho nó đủ với cái đồng tiền của mình đã bỏ ra chính xác. đó là tham sân là khi mà mình ăn còn không đủ mình ấm ức tại sao mà mình no rồi mà còn nhiều thứ quá mình chưa ăn cái mình ừ. nổi giận đó là sân còn si là nếu mà quý vị mà thấy ở bên Trung Quốc mà người ta ăn buffet đó nó giành 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 giật 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 vân vân đó chính là si tức yeah. là tức là hơn thu đủ phải lấy cho đủ Đúng hết rồi. các món thì những cái tham sân si khi mà mình ăn á thì đó là một cái điều tai họa Chị mình sao? phải ăn với cái tâm thân an lạc biết đủ là đủ biết mình đang cần cái gì thiếu cái gì và nên không nên và nên ăn cái gì thì lúc đó thì mình không có, có 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 còn mà so sánh giữa cái đồng tiền bỏ ra và cái món ăn nữa thì lúc đó thì cái sức khỏe mình nó có thể ở lại được với mình à đúng rồi quý vị ơi Nguyễn Tiến Dũng nói rất là chuẩn ở chỗ là mình phải lắng nghe cơ thể của chúng ta chúng ta quên cái vấn đề là lắng nghe cơ thể bởi vậy là khi mà thông đi đến bất kỳ một nơi nào mà thông thấy các em nhỏ bây giờ này cứ vừa ăn vừa cầm cái điện thoại mà vừa bấm rồi trên tay nghe cái 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 phone đó, nghe cái headset á là thông thấy thông thương lắm tại vì sao mình không phải là con cháu của mình nên mình không có nói được tại vì sao những bố những mẹ đó được làm cha làm mẹ thì muốn con mình ăn cho nhanh để mà mà thôi mày ăn cho nó xong rồi mày đi đi cho nó. nó nó gọi là chống chỗ đó cho là, nên như là, là đi thi thách thức danh hài canh giờ à, canh giờ đó, đó đúng sáu mươi giây cho nên rằng là muốn cho con mình ăn cho nó nhanh để mà mình lấy chỗ chẳng hạn vậy nên là thôi kệ cứ làm sao cho hết cái tô bún hết cái tô phở nhưng mà quý vị có biết rằng là tất cả thói quen đó, nó rất là khó bỏ ngay cả bản thân anh em mình cũng vậy chứ không phải là con ít nó đã rơi vào cái thói quen chẳng hạn như vừa ăn vừa uống nó cũng là thành một cái thói quen. Mà cái thói quen đó đó là mình cứ tưởng là khi mình vừa ăn mình uống như vậy đó là nó sẽ làm cho thức ăn nó trôi đi để nó nhanh hơn. Đó, đã tới giờ nghỉ giải <laughs> Nhìn... lao. Không phải giải lao mà là dành cho các cơ sở thương mại. Xin quý vị vẫn giữ màn ảnh bởi vì sau một vài thông tin thương mại thì hai anh em của Văn Phi Thông và Nguyễn tiến Dũng trở lại với thó hầu chuyện cùng quý vị. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh đi cùng với Văn Phi Thông và Nguyễn Tiến Dũng trở lại với Men Talk. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay đưa đẩy làm sao mà lại vào ngay cái vấn đề ăn uống và sức khỏe. Không có hẹn trước nha thưa quý vị. Và khi mời anh Thông lên thì cái gì mà có sự sắp đặt trước nên là mất hay. Thì cứ theo cái 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 điều mà mình nói chuyện với nhau đợi anh Thông sẽ trình bày những cái kinh nghiệm, những cái quan điểm của anh về vấn đề sức khỏe và ăn uống. Thì anh Thông có nhận thấy là người Việt mình, ông bà mình đã truyền từ bao nhiêu đời có một cái câu À, nghe thì giống như là có lý mà thật ra là là nó rất là hại hại cho sức khỏe đó chính là ăn cho hết kẻo mang tội à đúng à, bởi dạ. vì người xưa đó là ăn là phải ăn cho hết nhưng mà khi mà vào ứng vào cái thịt bởi vì ngày xưa nghèo đói không có cái để ăn do đó ăn đừng bỏ mứa đừng thừa là bởi vì người ta không có mà ăn ăn mà dư thừa chết xuống địa ngục thành ngạ quỷ tức là mấy con quỷ đói à do đó mà ăn ráng ăn cho hết nhưng cái câu đó mà áp dụng vào cái thời điểm hiện tại mà mình cứ ráng nóc cho hết những cái mà mình lấy thì rõ ràng là nó quá cái sức quá quá cái tải trọng của mình đúng rồi em. thì là nó có sinh ra bệnh hoạn đúng không anh chính xác thì như Viện uh, Nguyễn Thiên Dũng vừa nói với quý vị thì thông cũng xin bổ sung là như vậy thông rất là sợ đi đến những cái gia đình nào mà người ta hiếu khách Tôi bới tại vì đóng, là tôi, tôi bới ăn đi cháu ăn đi ăn đi cháu tức là cứ gấp 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 mà thật sự mình đâu phải đến để ăn đâu nó nhưng mà tại vì hiếu khách thì phải làm cho nhiều cho nên thông rất là sợ ngay cả bản thân quay hiếu khách mà mà mình còn phải nể chủ nhà chứ phải ráng ăn Chính cho xác hết. Cái chủ nhà Phật mà là chủ nhà mà quý vị biết không nhiều khi nó khổ lắm, được mời đi ăn nhưng mà cứ phải liếc qua liếc lại để khi mà khách mà chủ nhà đi vắng á là những cái gì không ăn được là phải giấu giấu ở dưới cái khăn khăn lau miệng đó mình thấy nó 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 rất là gọi là không có được tự nhiên. Cho nên là khi mà nhà thông mà có khách á là không bao giờ thông ép ăn ép không? ăn hết thông yeah. cứ nói là muốn ăn gì thì ăn coi như nhà của anh như là nhà của các em thích ăn gì thì ăn cảm thấy cái gì thích thì ăn cảm thấy thích cái gì mang về là mang về chứ không có phải là mình cứ ép ăn yeah. đấy uhm, không ép ăn không ép uống không ép, ép ăn ăn mà người ta bệnh đó, thì mình có tội ép uống mà người ta ra là người ta lấy xe người ta ra ta, tai ta, 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 ta 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 nạn thì cái lỗi đó cũng là của mình đúng vậy do đó cái vấn đề ăn uống là không nên ép không đúng không nên anh? ép mà mình uh, nên nhớ một điều là như vậy một cái điều mà gây hại mà mình không biết là mình khi mình mời khách á là cứ phải mâm cao cỗ đầy, mình phải làm sao cho nó thịnh soạn để cho người ta biết được là mình có tiền ghi ăn dư để như ăn đấy gọi là chi đại, chi đại anh đại uh, cho nên là phải là tôm tôm hùm này rồi là xào hủ, sò huyết nhiều ngư nhưng bào mà, ngư vi cá chính xác nhưng mà quý vị có biết rằng là thật sự cái cơ thể của chúng ta đó hàng ngày đưa vào nó quá là nhiều rồi cho nên rằng khi mà đưa vào nữa đó thì nó cũng nhận nhưng mà nó sẽ không có làm việc được tại vì sao những cái thời gian chúng ta đưa những cái thức ăn đó nó rơi vào cái khoảng thời gian về âm. Tại sao thông nói về âm là tại vì 24 tiếng đồng hồ trong một ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối đó là cái thời gian thuộc về dương thì cái thời gian thuộc về dương là chúng ta phải đưa vào cơ thể của chúng ta những cái thức ăn để nó hoạt động trong cái giờ dương đó, còn từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau nó là thức ăn nó thuộc về âm là vì sao lúc đó cơ thể của chúng ta cần để nghỉ ngơi để cho dạ dày bao tử gan lá lách ruột già ruột non nó nó ngưng nghỉ thì mình lại đưa vào một cái số thức ăn quá nhiều cho nên bắt nó là làm việc tiếp bắt nó làm việc vì vậy là ở đây thông không có nói uh, xấu một ai hết nhưng mà quý vị cứ thử cảm nhận mà xem tại sao ngày hôm nay chúng ta có một cái bụng nó quá là to so với cái vòng ngực cả phụ nữ lẫn thanh niên là tại vì cái bụng môn thông lép quá nha à, không phải lép <laughs> mà từ nãy giờ ngồi hóp đó quý vị <laughs> nhưng mà anh thông ơi là bởi vì những cái cửa hàng những cái tiệm ăn mà ăn nhậu ăn chơi nhậu là toàn là mở hàng vào mở cửa vào sau 6 giờ không à tại giờ đó mới là giờ đi làm xong rồi ra rồi tiếp khách bạn bè sinh nhật rồi ăn uống cụm ly vân vân đó là ban đêm không? thì nói ở đây anh ý anh thông không có nghĩa là mình hoàn toàn nhịn đói sau sáu giờ, có những cái dịp nào đó ok thì mình vẫn vui với bạn bè nhưng mà mình biết chừng mực đúng. đúng không? À? tức là mình phải biết được là mình cần cái gì, mình thích cái gì. mới cả như vậy này. cứ quan trọng là mình biết ăn thì những cái thức ăn nó đưa vào đó mặc dù là giờ âm nhưng mà nó vẫn có thể nó giúp đỡ được mình chẳng hạn thông chỉ nói là như vậy. À, mình nghe cái từ tráng miệng tức là sao là những cái gì mà gọi là dessert, đồ ngọt, chè rồi trái, trái cây. cây là mình phải ăn cuối cùng để mình tráng miệng nhưng mà đối với bản thân của Thông khi mà Thông đã được một người thầy chỉ cho cách ăn uống thì tất cả những cái gì mà nó mang cái tính gọi là tráng miệng thì Thông lại sử dụng đầu tiên. Uhm. Lý do chẳng hạn như vừa rồi Thông đi với cả Nguyễn Tiên Dũng đến một cái chương trình văn nghệ đó thì Thông được mọi người ra ăn, ăn trưa thì Thông thấy chè. Thông ăn chè trước Thì mọi người hỏi em ơi cái này để sau Thì Thông mới nói với các chị rằng là Em sử dụng trước là tại vì cái chè này rất là mau tiêu Khi mà Thông đưa vào trong cơ thể của Thông Thì chỉ cần 30 phút sau là tất cả đậu trắng, đậu đỏ, đậu đen Rồi xương xa, hạt lựu gì đó Là bao tử nhồi bóp một cái là nó thành nước nó ra Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng bánh trưng này Rồi bánh tét, rồi heo quay, thịt quay Rồi những cái đó đó, nó rất là lâu tiêu Bởi vậy cái dạ dày của chúng ta nó phải cần một cái thời gian 3 tiếng, 4 tiếng để nó đốt cháy nó, làm tiêu đi những thức ăn đó. Mà bây giờ mình lại tráng miệng, mình lại đưa trái cây vào, mình lại đưa chè vào, rồi rau câu vào thì những cái chất axit đó nó sẽ hòa quyện với thức ăn của mình và nó làm nó làm cho nở cái thức ăn của mình ra và cái sự tiêu hóa nó phải cần cái thời gian nhiều hơn. Ủa rốt cuộc hôm nay khách mời mình là ca sĩ hay bác bác sĩ gì trời? Nói tóm lại rằng là ngày hôm nay Thông chỉ muốn là nhân cái buổi được Thóc show cùng Nguyễn Tiến Dũng Thông chia sẻ một chút xíu về vấn đề sức khỏe Tại vì thật sự trên cái tuổi 50 rồi đó, cái bộ phận tiêu hóa của Thông cũng như là của mọi người có thể gọi là nó dẹo dạo rồi Mà mình chỉ cần để ý một chút thôi Và cái điều để mà có được một cái sức khỏe tốt là quý vị biết làm sao không? À, nhai cho kỹ cái nhai kỹ nó là cái 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 vấn đề cốt lõi trong cái vấn đề sức khỏe trước khi nhai kỹ là phải trồng một hàm răng thật là chắc <laughs> rồi cái thứ hai cái cái đó là cái đầu tiên và cái thứ hai là quý vị đừng bao giờ vừa ăn vừa uống lý do thông chỉ nói thí dụ là như vậy quý vị ăn một ổ bánh mì quý vị bảo là trời ơi vừa mới ăn ổ bánh mì nó khô quá thôi để uống ly nước cho nó trôi nhưng quý vị đã sai lầm là khi cái ổ bánh mì đó chưa được dạ dày nó nhồi nó tiêu hóa đi thì quý vị uống một cái ly nước 200ml vào một cái là cái nước đó nó gặp bánh mì nó sẽ nở cái bánh mì ra và nó sẽ bắt dạ dày của mình làm việc nhiều hơn ừ. vậy thôi à. đó chỉ là quan trọng là biết cách ăn cách uống thì thông nói thiệt rằng là không có cái bệnh nào đương nhiên là xanh lão bệnh tử là phải có nhưng mà những cái bệnh từ miệng đó nó sẽ giảm bớt đi ừ. chẳng hạn như bây giờ này À, không biết Dũng có để ý là trên video mà lâu lâu thỉnh thoảng mình xem trên Facebook hay là YouTube thấy cái vấn đề ăn uống mà mà ăn tham đó. Yeah. Là tức là chỉ biết gắp và bỏ trong miệng và thôi. Cho cái dạ tức dày. là về cái chất lượng à, về cái số, số lượng, lượng chứ không có quan tâm đến cái chất. Đúng lượng. À. đó đó, cái đó là cái bệnh đó là tại vì sao ừ. cho cái dạ dày mày muốn làm gì mày làm tức là không có thương mình đó chính mình không xác, có thương cái bản xác mình. nhưng mà khi đến khi mà cái dạ dày nó không có làm việc được bắt đầu nó bị đau nó bị viêm thì bắt đầu mình lại bảo ủa tại sao kỳ vậy tao đâu có làm cái gì sai đâu nhưng mà cái sai của mình làm mình đâu có biết đâu đó vì vậy là bây giờ của... hôm nay anh thông nói mới biết đó <cười> 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 thì người ta nói là à, bệnh, bệnh, từ nhập. Yeah. bệnh từ miệng bệnh từ miệng mà vào và từ miệng mà ra yeah phúc cũng từ miệng giúp ta an toàn chính xác Nghe. rồi hôm nay em em trai tôi văn thơ ảo ảo à. à. à, do đó mà bây giờ mình trở lại với lại cái câu mà ăn hết đi chứ không tham ăn tội đừng có bỏ đồ ăn mang tội câu đó đúng không có sai không sai nhưng mà quý vị đúng là phải áp dụng cho nó đúng ví dụ như là khi mà đi ăn buffet đừng lấy quá nhiều cho đầy ra bàn tôm gì thì mình cứ tham con mắt mình lấy đầy ra bàn mình ăn không hết cái đó là mang tội thiệt còn có những cái ví dụ như là mình ăn hủ tiếu thì gì mình kêu ít bánh thôi tô đúng, nhỏ đúng, đúng, đúng. thì đó cũng là một cái cách mà để không mang tội tức là mình ăn mình nhắm lượng cái sức mình ăn bao nhiêu mình gấp bấy nhiêu và mình order bấy nhiêu như vậy đó là vừa không mang tội, vừa xê được thức ăn cho những người nghèo khó khác mà lại vừa bảo đảm được cái sức khỏe, sức khỏe của chính sau. mình. Yeah. Thì ủa thì... sao tự nhiên mình giỏi mình ngồi chung với lại mong cái không mình giỏi dữ ta? <laughs> như Dũng nói ra thì thông cảm nhận là rất là chuẩn ở chỗ là như vậy. Quý vị biết là ngược thời gian trở về quá khứ, ngày xưa là thông 78 kg. Lý do là như vậy này, thật sự không sai khi mình bỏ một cái đồng tiền để mình đi ăn một cái buổi tiệc buffet mà nhất là những lúc mà mình đi du thuyền. À, à, du thuyền tiếng Anh gọi là gì em? Cruise. À, đi du thuyền mà quý vị biết là đồ ăn linh láng, ăn buffet đến nỗi mà thông nói thiệt là thông mắc cỡ lắm. Thông bị bà xã thông với con gái thông nói bà bà tham quá lại vì sao cái lúc đó thông còn ăn mặn đó. Tôm đó là cho cả núi chứ không phải là cả, một cả núi mà ngồi bóc mà cứ con xong là bỏ mồm xong bỏ mồm xong bây giờ thông ngồi thông nghĩ lại thông nghe bảo đúng cái miệng làm hại cái thân nhưng mà từ lúc mà hiểu ra cái vấn đề rồi đó thì tự nhiên mình thương yêu cái cái thân thể mình nhiều hơn không phải mình thương yêu là hàng ngày mình soi gương mình trau chuốt coi là ở có tóc bạc không hay là da nhăn không phải là như vậy mà quý vị biết rằng là một cái động tác chỉ cần cầm một cái ly nước đưa vào trong miệng uống không đó nó cũng phải trải qua mấy giai đoạn. Cái giai đoạn như thế nào thì phải chờ chương trình quảng cáo xong em chia <laughs> sẻ tiếp. Thôi bây giờ cho anh thêm 3 phút nữa đó, ngắn gọn cái giai đoạn đó. Bởi Tức là như là vậy này. Một cái show của chúng ta là nó sắp hết, mà cái câu chuyện này thì nó lại lý thú thì nó giống như ngàn lẻ đêm vậy đó. Nó phải Tức là như vậy, vậy quý vị đổi biết đổi. không? Thường thường là như vậy này, trời ơi, tao khát nước quá để tao uống miếng nước thì là cầm cái chai nước, cầm cái ly nước gự xong, sai quý vị phải sử dụng cái đầu của mình biết rằng là tay tôi đang cầm ly nước tay tôi đang nhấc ly nước lên tay tôi đang đưa cái ly nước vào trong miệng và tôi ngộm từng miếng nước và cái nước nó đang chảy trong cơ thể của chúng tôi cái điều đó đã thông bảo đảm rằng là không bao giờ có stress này không bao giờ bị những cái chứng bệnh mà gọi là bị đột quỵ hay cái gì tại vì sao mình biết mình đang làm gì mà đúng không còn đó. đây này quý vị lái xe nhưng mà đòi, trời ơi lẹ lẹ lên cái nó hẹn 7 giờ mà giờ này 7 giờ thiếu năm rồi không kịp. Cái đó là mình đang nghĩ về cái điểm hẹn của mình chứ không phải mình đang chạy ô tô. Tai nạn xảy ra là vì sao mình không có biết mình đang làm cái điều gì. Đó. Yeah. À, khi mà Phong Huy Thông nói thì quý vị tưởng tượng là anh làm slow motion cho nó cho nó chậm lại để cho quý vị hiểu thôi. Chứ về nhà trước mặt chồng con rồi đừng có cầm lên từ từ rồi tôi biết tôi đang cầm lên. Tôi biết tôi đang uống, Tôi biết là coi như là chồng con nó <laughs> kêu nay qua mới đầu là thì làm này, như thế nhưng là mà đến khi yeah, nhưng mà đến khi em ơi thành thói quen rồi đó nó hay lắm. Đó bởi vậy khi mà thông đến Cali thông đi ăn chè ăn gì á thông cảm nhận là trời ơi phải công nhận rằng người ở Cali càng ngày là cái cái chất lượng càng lên cao là vì sao muốn giữ được khách thì mình phải đưa cái chất lượng hàng đầu lên. Đúng không ừ. em? Rồi. À, do đó để mà để gói gọn cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì có vấn đề là chủ đề là ăn và sức khỏe khi mà mình ăn thì mình hãy tận hưởng những cái gì mà chúa ơn trên phật đã ban cho mình vâng. thì mình hãy hưởng thụ nó đừng ăn kiểu tranh giành đừng ăn kiểu hơn thua kiểu hơn thua với lại chủ nhà hàng ví dụ như mình bỏ ra mấy chục thì mình nằm mình ăn chết đúng, đủ đúng. chứ kẻo mình về mình ấm ức hay là nghe một số người nó ồ uh, cho này nó đi ăn chay nè, cho nó vô ăn mấy cái chữ buffet đó ổn lắm tại vì nó ăn phải trả du. tiền từng đó ừ. do đó đừng hơn thua trong lúc mà mình ăn thì tâm thân an lạc rồi mình sẽ tận hưởng cái cuộc sống yeah. này bằng cái sức khỏe thật sự à, xí xí trước khi kết chương trình ngày hôm nay thì cho thông bổ sung thêm một cái câu mà thông học được ở bên đức không biết ở bên mỹ thì có hay không nhưng bên đức có một câu là như vậy này bạn là cái bạn ăn đúng bên tức này là có. bạn đưa cái gì vào cơ thể của bạn tức là bạn là cái đó vậy thôi rồi. ở bên mỹ nó có là uh, you are what you eat uh, you are what you eat dạ yeah, à. đó, đó, đó đó có đó, vậy đó, là, đó là tất vậy. cả thế giới đều rồi. có nhưng mà tại vì chúng ta chưa hiểu và chưa thực hành được thôi vâng yeah. và lời chúc của hai anh em cho người hôm nay là nhiều sức khỏe sức khỏe là trên hết rồi sau cái sức khỏe đó rồi quý vị muốn làm gì cũng được hết vâng, à... vâng xin nhận <cười> <cười> và chúc cho uh quý khán giả có những ngày vui thật là trọn vẹn bên gia đình và người thân trong những ngày lễ tết xin hẹn gặp lại trong manh thói kỳ tới